Em có nghe ý kiến là của một chị học tiếng Anh cũng rất là giỏi, chị đó cũng chia sẻ một cái bí quyết là nếu bạn không học được nhiều từ tiếng Anh á thì có một cách là bạn phải cramming vocabularies, kiểu như là mình nhồi nhét mỗi ngày phải 100 từ thì chắc chắn là bạn ngày hôm sau bạn sẽ không nhớ hết tất cả các từ đó, nhưng ít nhất là cái từ đó bạn đã đọc qua, bạn đã thấy qua thì bạn vẫn còn một chút cái gì đó gọi là quen biết với từ đó. Thì hay là mình cái cách học đó thì có hiệu quả, thực sự là hiệu quả hay không? Thì tôi nghĩ hình dung là bạn đó đang áp dụng một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật gợi nhớ, gọi là association. Kỹ thuật đó trong cái tâm lý học nó có. Ví dụ chúng ta luôn thấy gì thân quen là bởi vì mình đã gặp rồi. Tuy nhiên tôi cũng đẩy lên cái vấn đề này một xíu nữa. Thay vì đọc 100 từ đó, thì đọc 50 câu. 50 câu có 50 từ mới đâu. Chứ tại sao mình phải đọc 100 từ rồi lấy nhớ 100 từ? Mình đọc 50 câu có 50 cái từ như vậy trong câu, thậm chí là 50 câu có một tiếng Pháp và 50 từ mới, thậm chí khoảng gần 200 từ mới. Tại vì phần lớn các bạn nói được là do cái gì? Do thiếu câu, do thiếu ý, chứ không phải thiếu từ đâu. Bây giờ các bạn nghĩ đi, một tờ báo đơn giản như Sài Gòn Times mở bài báo bất kỳ ra, tôi chắc chắn là ở trình độ CV 54 các bạn sẽ thấy từ nào quen được. Nhưng các bạn có biết được gì không? Hay các bạn có dịch từ tiếng Việt qua được gì không? Không. Bây giờ là thiếu câu mà, thiếu cách diễn đạt mà, đúng không? Cái đó là hoàn toàn trong lớp của tôi dạy thì tôi dạy được cái gì đó. Tại vì người Việt là phải có những cấu trúc câu, họ sẽ đối chiếu rất là nhanh để mà đưa ra đáp án, đưa ra cái cách nói liền từ kia. Nó không phải là một cộng một nha. Thì em nên đẩy cái mức độ lên cao hơn chút, một câu cũng được đấy, không phải là vô ý đâu.